Xuất thân là một sinh viên của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2014, Nguyễn Thị Thu Hà cùng với 4 người bạn mở trung tâm đào tạo về du học và tài chính mang tên Iliad. Sau đó, cô bạn sinh năm 1994 này trở thành đại sứ sinh viên của Google Đông Nam Á và thành lập TechKid cùng với 2 đồng sáng lập khác để dạy lập trình và sáng tạo công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam, bao gồm các kỹ năng như lập trình, robotics, thiết kế hay vẽ 3D. Đến năm 2017, TechKid đổi tên thành MyX sau khi có thêm mảng kinh doanh không gian làm việc chung. Hiện tại, MyX cung cấp tổ hợp làm việc cho hơn 200 công ty khởi nghiệp và các quỹ đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Thu Hà cũng là một trong những gương mặt được bình chọn trong danh sách 30 người dưới 30 của tạp chí Forbes Việt Nam 2020. Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật của ngày hôm nay, Nguyễn Thị Thu Hà, sáng lập và CEO của trường học công nghệ MyX. Chào Hà, xin được gọi Hà bằng một cái tên là Hà San đúng không? Như là cách mà những đồng nghiệp cũng như những người thân của bạn thường gọi bạn. Hà San có thể cho biết là khi mà bạn thành lập TechKid và nay là MyX thì giấc mơ và tham vọng từ ban đầu của bạn là như thế nào không? Từ ngày nhỏ thì mình sinh ra và lớn lên ở quê ngoại, đấy là một cái vùng quê rất là nghèo. Và từ ngày đó thì mình đã nghĩ rằng là nếu mà sau này có một cái cơ hội được làm gì đấy cho quê hương của mình, cho những cái thế hệ của mình hay là những thế hệ sau, thì mình sẽ bắt đầu bằng giáo dục. Thì mình phát hiện ra một điều nữa là người Việt Nam có tư duy và tố chất rất tốt trong những ngành liên quan đến khoa học kỹ thuật. Và mình tin rằng nếu mà các bạn trẻ Việt Nam có những cái định hướng rõ ràng, được truyền những cái động lực, thì các bạn ấy có thể là rất là thành công trong cái lĩnh vực này. Thì đến năm 2 đại học thì mình được rất là tình cờ và có duyên gặp với những đồng sáng lập hiện tại của mình, đều là những chuyên gia rất giỏi trong những lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. Và lúc đấy thì tụi mình cũng đều có những cái mong muốn được xây dựng một cái gì đấy cho thế hệ của Việt Nam, và hy vọng sau này các bạn ấy sẽ thay đổi một cái điều gì đấy cho đất nước. Và tụi mình đã thành lập nên TechKids thời bấy giờ. Tại sao Hà và những cộng sự của mình lại muốn xây dựng một hệ thống các trường đào tạo những kỹ năng công nghệ 4.0 dành cho các bạn trẻ? Và theo bạn thì trong cái bối cảnh hiện nay thì một cái trường học như thế nó sẽ tạo ra được những cái cơ hội cũng như những cái tiềm năng lớn như thế nào cho những cái thế hệ tương lai của đất nước không? MyX hiện tại là hướng đến những cái nhu cầu thực tế từ phía thị trường lao động và những cái công nghệ gọi là mới nhất ở trên thế giới hiện tại có thể đưa vào giảng dạy. Chính vì thế mà các bạn trẻ từ ngay từ những độ tuổi rất là nhỏ, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến các bạn sinh viên và người đi làm có thể được tiếp xúc và được làm những cái dự án thực tế ở ngoài thị trường, như là một cái hệ sinh thái bổ sung cho những cái môn học truyền thống ở trên trường hiện tại. Và điều đấy có thể chuẩn bị cho các bạn những cái kỹ năng và những cái kiến thức tốt nhất để đáp ứng được những cái nhu cầu công việc cũng như là những nhu cầu nói chung trong thị trường lao động hiện nay. Giấc mơ ban đầu của Hà San đó chính là muốn các bạn nhỏ ở những tỉnh lẻ, ở những vùng quê xa có thể tiếp cận được với giáo dục, đặc biệt là những giáo dục về công nghệ. Có lẽ đây là một cái đối tượng mà rất là khó trong cái việc tiếp cận. Vậy thì kế hoạch của MyX như thế nào để có thể vươn tới tiếp cận những cái đối tượng học sinh như thế này? Trong thời điểm hiện tại thì hầu như là học sinh của MyX vẫn đến từ Hà Nội và Sài Gòn, và ở đấy thì là cái về cái tư duy cũng như là về cái nhận thức của xã hội thì nó tiến bộ và nó có những cái tiếp xúc gần hơn với những cái môn học này rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm vừa rồi đúng không, là cái thời điểm mà chúng ta chứng kiến một cái dịch Covid, lúc đấy thì gần như là các bạn thì không thể đến được trường học. Và lúc đấy thì mình mới nghĩ là tại sao mình không thử dạy cho những bạn ở xa hơn. Có khá nhiều bạn đăng ký học qua trực tuyến như vậy, và hy vọng rằng là trong thời gian tới là có thể xây dựng được những chương trình đặc biệt hóa hơn cho những bạn mà ở xa như vậy. Rõ ràng là chúng ta là một trường học dạy về công nghệ đúng không? Tại sao chúng ta không sử dụng công nghệ để có thể tiếp cận được những cái đối tượng mà có lẽ là để khi mà chúng ta học trực tiếp thì hơi khó, nhưng trực tuyến thì không khó chút nào đúng không? Là một startup thì chúng ta đã biết trước là rất là khó khăn, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục dấn thân. Vậy thì đâu là động lực để Hà San cũng như những cộng sự của mình có thể đi tiếp con đường này, đến nay đã 5 năm rồi? Nhiều lúc bất lực xong rồi cảm thấy là đủ các vấn đề rất là đau đầu, rất là mệt mỏi như thế này rồi, tại sao mình phải tiếp tục đúng không? Tại sao mình phải tiếp tục con đường này? Thì mỗi một lúc đấy thì thực ra ấy, là mình chỉ nghĩ rằng nếu mà mình bỏ cuộc bây giờ thì sau này mình làm bất cứ một cái gì thì mình cũng sẽ lại bỏ cuộc. Thế thì ok, mình sẽ cứ kiên trì, mình tiếp tục. Có thể là ngày mai chưa biết thế nào đúng không? Tương lai thì vô định. Ngày hôm nay thôi mình cứ thức dậy mình làm, mình giải quyết vấn đề, mình cố gắng tiếp tục. Thì mình hy vọng rằng là trong tương lai nó sẽ tươi sáng hơn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Ở đó sẽ giới thiệu về công việc hiện tại của Hà San cũng như những dự định, những lớp học, các khóa đào tạo của MyX. Với 5 năm tuổi đời, MyX là một trường học để dạy lập trình,
và sáng tạo công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Hiện tại, MyX cung cấp các chương trình đào tạo dành cho đối tượng học sinh, sinh viên từ cấp 1 cho đến đại học. Ở cấp 1 và cấp 2, các môn học bao gồm lập trình trò chơi, website hay robotics để rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo và học cách làm việc nhóm. Em học ở đây được 5 buổi và năm nay là năm đầu tiên em học tại đây. Em cảm thấy là em rất thích khi được học ở đây vì mình có thể được thỏa sức sáng tạo những nhân vật, hình nền. Ở trường mới chỉ dạy em làm những cái đơn giản, nhìn rất là đơn giản, ví dụ như là tạo ra các logo nhỏ nhỏ. Nhưng mà ở đây từ những cái đấy em phát triển lên thành một trang web rộng lớn. Khi mà em học xong lớp học này em cảm thấy rất là vui và thoải mái, tại vì các anh chị giáo viên rất là thân thiện với cả bọn em và luôn luôn giúp đỡ bọn em hết mình lúc mà cần thiết. Đối với học sinh cấp 3, chương trình học hướng tới mục tiêu giúp định hướng ngành học tương lai. Sinh viên đại học có các khóa học phát triển kỹ năng đáp ứng nhu cầu thực tế của công việc. Ở đây mình cảm thấy mình sẽ tiếp cận được với những công nghệ tiên tiến như là thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, và ở TechKid còn đem lại một môi trường vô cùng thân thiện với đội ngũ giảng dạy vô cùng tâm huyết. Cuối năm 2019, MyX có 5 cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo hơn 8,5 ngàn học viên trong khoảng từ 8 đến 25 tuổi theo 20 khóa học. Với đội ngũ giảng viên hơn 100 người, MyX nhận được 500.000 đô la Mỹ từ quỹ đầu tư ESP để tiếp tục mở rộng và phát triển mô hình trường học, không gian làm việc chung. MyX đang làm việc với các trường đào tạo tại Mỹ, Singapore, Hàn Quốc để bản địa hóa phương pháp đào tạo nhằm chọn ra phương pháp phù hợp nhất với văn hóa và cách học tập của học viên Việt Nam. Ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, chương trình học hiện đại, startup này sẽ tập trung vào việc phát triển mô hình giúp cá nhân hóa lộ trình học của từng học viên. Quan trọng nhất là giúp cho các em ở tỉnh lẻ có thể học trực tuyến một cách dễ dàng với chi phí thấp. Quay trở lại với chương trình Công nghệ 360, nhìn lại chặng đường khởi nghiệp của mình thì đâu là điều khiến Hà cùng những cộng sự của mình cảm thấy tự hào nhất cho đến thời điểm hiện tại? Thực ra thì một trong những điều tự hào nhất khi mà mình làm MyX từ đầu đến giờ, tức là 5 năm rồi, đấy là những cái bạn học sinh mà học xong, các bạn ấy đi rất nhiều nơi trên thế giới, thậm chí có bạn đi du học được học bổng của những trường đại học top ở trên thế giới. Rồi học sinh của mình học xong rất nhiều bạn thành công với những mức lương rất là cao, thậm chí là các bạn vừa mới ra trường có thể sang Sinh làm việc, sang Nhật làm việc, vân vân. Và thậm chí có những bạn khởi nghiệp gọi được vốn rất là thành công. Thì mình nghĩ đấy là một trong những cái tự hào nhất của người làm giáo dục. Trò chuyện với Hà thì có thể thấy Hà là một người dám nghĩ lớn, dám làm lớn. Và có lẽ chúng ta không quan trọng là sau này tương lai sẽ ra sao, mà ngày hôm nay chúng ta đã nỗ lực hết mình hay chưa. Vậy thì bạn có một cái điều gì đó muốn chia sẻ với rất nhiều những bạn trẻ khác cũng đang ấp ủ cho mình những cái ý tưởng khởi nghiệp? Cuộc chơi khởi nghiệp nó không dành cho tất cả mọi người. Nó là một cái cuộc chơi và cũng là một cuộc chiến mà hàng ngày là phải chiến đấu. Tuy nhiên, sẽ đến một cái điều thứ hai là mình lại nghĩ rằng là ai cũng nên khởi nghiệp. Thực ra thì khởi nghiệp có lúc thành công, lúc thất bại, đấy là chuyện hết sức bình thường. Và kể cả là có thất bại đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng khởi nghiệp dạy cho mỗi một người, mỗi một cá nhân, đặc biệt là những bạn trẻ, những cái bài học cực kỳ quý giá mà mình nghĩ rằng là nó có ích cho cái câu chuyện sau này phát triển những cái nghề nghiệp cũng như là phát triển chính những cái cuộc sống của các bạn. Dự định và những cái kế hoạch phát triển tiếp theo mà Hà San cũng như là những cái cộng sự của mình dành cho MyX là gì? Đặc biệt là chúng ta không chỉ còn là một cái startup đào tạo về công nghệ mà chúng ta hiện tại đã mở rộng những cái lĩnh vực sang làm cho thuê những cái mặt bằng dành cho các startup khác. Cái mô hình của MyX rất là đặc biệt. Nó là cái sự kết hợp giữa một không gian khởi nghiệp sáng tạo và giữa một trường học về công nghệ và khởi nghiệp. Ở đấy thì các bạn học sinh có thể được tiếp xúc với những startup hàng đầu Việt Nam. Những bạn mà học cấp 3, các bạn có những cơ hội đi thực tập, được đi làm việc như những lập trình viên chuyên nghiệp trong những startup làm việc ngay trên chính mặt bằng của MyX. Ngoài ra, thậm chí là những startup làm việc trên không gian của MyX có cơ hội được tuyển dụng những nhân sự chất lượng cao, và thậm chí có rất nhiều bạn rất giỏi có thể làm việc cho chính startup của mình. Với những cái dự định trong tương lai của MyX, mình mong muốn là có thể xây dựng và được phát triển hơn nữa về cái mặt là đưa học sinh của mình trở thành những công dân toàn cầu, những lập trình viên toàn cầu. Các bạn có thể đủ điều kiện và đủ khả năng để làm việc tại những thị trường khó tính nhất như Âu, Mỹ, Singapore, Nhật Bản.
cảm ơn Hà ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình Công nghệ 360. Chúc bạn và những cộng sự của mình sẽ tiếp tục thành công với những dự định mới. Chúng ta sẽ có một thế hệ công dân toàn cầu được đào tạo tại Việt Nam, những lập trình viên quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trang fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống. Còn bây giờ chương trình của chúng tôi xin được kết thúc và tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.